Đây là cả nhà, cái áo phát Nhi cũng mới vừa may xong luôn nè. Đó, Nhi sẽ tới xíu cho cả nhà xem nha. Đây là cái túi nè. Đó, Nhi mỗi dây kéo. Còn như đây là bo lai nha cả nhà. Còn này bên đây là bo tai. Đó, cái này Nhi phối. Còn ở trên đây là cái cổ áo nè. Đó, cổ áo đó cả nhà thấy không? Rất là đẹp luôn. Hai dây rất là đều, phi rất là đẹp. Áo này Nhi phối cả nhà ơi, đẹp lắm luôn á. Đây là bo lai nha cả nhà. Bo lai rất là tròn nha, đều ha, nhúng đều ha, không không nhăn nhúm lại ha. Đó. Bên đây là dây kéo nè. Dây kéo rất là đẹp. Xem cả nhà, rất là đẹp luôn. Áo phát có nón đó cả nhà. Cả nhà ơi, sau khi Nhi đã may xong cái bộ pyjama cả nhà nhìn nè, cổ lăn tông rất là đẹp luôn. Đó. Nhi sẽ quay tổng quan bộ đồ cho cả nhà xem nghe. Ở đây là cái nút nè. Đó. Không. Ở dưới đây là cái lai nè. Cái lai là Nhi Nhi may dít dắt nha. Đó. Đây. Thấy không? Cả nhà thấy không? Dít dắt nha. Rồi lai tay cũng vậy luôn. Lai tay cũng may dít dắt luôn. Và lai quần cũng vậy luôn. Lai quần cũng may chích chắc luôn á cả nhà ơi. Đó. Đó, thấy không? Còn cổ nè. Cổ là Nhi may phối nha. Đó. Dễ nhung nha cả nhà. Rất là đẹp. Đây là dễ nhung nha. Đó, dễ nhung nè, có lông lông nè, thấy không? Đó. Rất là đẹp luôn á cả nhà ơi, pyjama đó.